Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan cố gắng cứu chữa tối đa những người bị nạn, xác định danh tính những nạn nhân thiệt mạng. Văn phòng Thành ủy Hà Nội ban hành thông báo số 1337 TBTU truyền đạt kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả vụ cháy trung cư mini 9 tầng ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra đêm ngày 12 tháng 9 vừa qua. Ban Thường vụ Thành ủy nhận định đây là một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và rất đáng tiếc gây hậu quả thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương các lực lượng chức năng, người dân đã có mặt kịp thời để chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, sơ cứu, cấp cứu, xác định danh tính của người thiệt mạng, động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất và nơi ở cho những người bị nạn. Để khắc phục hậu quả vụ cháy và tiếp tục làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp của thành phố thực hiện nghiêm công điện 796 CDTTG ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và thành phố về công tác phòng cháy chữa cháy. Trong đó tập trung ưu tiên việc khắc phục hậu quả vụ cháy, làm tốt công tác cứu chữa, phối hợp với gia đình nạn nhân, an táng người thiệt mạng, đảm bảo an dân, an sinh xã hội, ổn định tư tưởng đời sống cho người dân. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh thăm cháu bé bị thương trong vụ cháy trung cư mini đang điều trị tại Bệnh viện Sanh Pôn. Thông báo nhấn mạnh, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện thường xuyên liên tục, là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị. Thông báo cũng yêu cầu các cấp của thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỹ năng về phòng chống cháy nổ, tạo chuyển biến mạnh về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng cháy chữa cháy. Ban Thường vụ thành ủy sẽ chỉ đạo xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu buông lỏng quản lý để xảy ra cháy nổ ở địa phương, cơ quan đơn vị. Đặc biệt, Ban Thường vụ thành ủy giao Ban cán sự đảng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng vụ cháy nêu trên để trình Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân quyết định theo thẩm quyền. Chính sách hỗ trợ theo hướng thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng một người thiệt mạng và 30 triệu đồng một người bị thương. Bên cạnh đó, tiếp tục huy động hỗ trợ từ các nguồn xã hội hóa khác của thành phố, quận, phường và tổ chức đoàn thể xã hội, các cơ quan đơn vị. Ngoài ra, thành phố cũng hỗ trợ tiền thuê nhà ở mức 6 triệu đồng một hộ đối với hộ gia đình, 1,5 triệu đồng một người một tháng đối với sinh viên, công nhân, người lao động thuê hoặc ở ghép tại căn hộ, hỗ trợ cho mỗi cá nhân. Thời gian hỗ trợ là 6 tháng hỗ trợ toàn bộ chi phí tại bệnh viện đối với người bị thương trong vụ cháy phải điều trị tại bệnh viện, hỗ trợ tiền mua sách vở, đồ dùng học tập đối với trẻ em của các gia đình trong vụ cháy, mức 5 triệu đồng một trẻ và hỗ trợ khác nếu gia đình có nhu cầu như hỗ trợ phí hỏa táng. Hỗ trợ tiền chăm sóc các cháu mồ côi là 100 triệu đồng một cháu. Thông báo cũng giao Ủy ban nhân dân thành phố các cấp và quận Thanh Xuân phối hợp thực hiện hỗ trợ đối với những người bị nạn, hỗ trợ tạm cư và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu cho các hộ dân ảnh hưởng xem xét khen thưởng phù hợp cho tập thể cá nhân trong việc chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong vụ cháy. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan cố gắng cứu chữa tối đa người bị nạn, xác định danh tính những người thiệt mạng, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm nếu có theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục giả soát các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao để khắc phục ngay những tồn tại có nguy cơ cháy nổ trên địa bàn nhất là các trung cư mini, các khu trung cư cũ, khu tập thể và các khu vực đông dân cư. Thông báo cũng yêu cầu kiểm tra, giả soát, đánh giá lại điều kiện, tiêu chuẩn, khả năng phòng cháy chữa cháy ở tất cả các lĩnh vực, các địa điểm, các công trình, đặc biệt là ở các khu trung cư cao tầng, khu đông dân cư, khu trung cư mini, cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Kiên quyết yêu cầu các chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ quản lý, chủ hộ sản xuất kinh doanh khắc phục tồn tại hạn chế về phòng cháy chữa cháy, và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa và Thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tạm dừng các hoạt động văn hóa thể thao của thành phố đến hết ngày 17 tháng 9 năm 2023 thông báo trong nội bộ thành phố. Theo đó, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chủ động giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho các nạn nhân được bảo hiểm một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết đang phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm đẩy nhanh các công việc có liên quan nhằm kịp thời giải quyết quyền lợi bảo hiểm về người và tài sản đối với các nạn nhân có tham gia bảo hiểm tại các doanh nghiệp bảo hiểm trong vụ cháy trung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa qua. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết sẽ thay mặt toàn thể các doanh nghiệp bảo hiểm hội viên để làm việc với các cơ quan liên quan xem xét việc cung cấp các thông tin, số căn cước công dân, ngày tháng năm sinh, mức độ thiệt hại về người và tài sản nếu có của các nạn nhân bị thiệt hại. Trên cơ sở đó, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam sẽ chuyển tới các doanh nghiệp bảo hiểm hội viên để kịp thời tra soát dữ liệu đang lưu giữ để giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng nhất cho người tham gia. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cam kết sẽ chỉ sử dụng các thông tin này vào mục đích giải quyết quyền lợi chính đáng cho các nạn nhân một cách nhanh chóng và đầy đủ. Bảo hiểm đang ra soát thông tin để chủ động bồi thường. Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đối với các vụ việc thông thường, khách hàng tham gia bảo hiểm sẽ thực hiện gửi hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm xem xét giải quyết theo quy định của hợp đồng bảo hiểm. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nhấn mạnh, nhưng với vụ việc đau lòng vừa qua, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm rất mong muốn chủ động giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho các nạn nhân được bảo hiểm một cách nhanh chóng, thuận lợi nhằm giúp các nạn nhân sớm vượt qua được mất mát và ổn định cuộc sống. Trước đó, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu báo cáo tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm trong vụ cháy trung cư mini phố Khương Hạ. Theo Bộ Tài chính, vụ cháy trung cư mini tại số nhà 37 ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội ngày 12 tháng 9 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhằm nhanh chóng khắc phục thiệt hại trên, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan và tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm do vụ cháy gây ra để đánh giá mức độ thiệt hại, xác định phạm vi bồi thường, trả tiền bảo hiểm và thực hiện các thủ tục giải quyết bồi thường bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho người tham gia theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định của pháp luật. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm Tổ chức thực hiện hỗ trợ nhân đạo theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan. Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy, về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự. Cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong. Ngày 15 tháng 9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an Quận Thanh Xuân và Đảng ủy Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Chiều ngày 14 tháng 9, Ban giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội cùng sinh viên học cùng lớp với Nguyễn Kim Oanh đã về thôn Vọng Lỗ, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình để tiễn biệt em lần cuối. Kim Oanh là một trong 56 nạn nhân tử vong trong vụ chung cư mini ở phố Khương Hạ cháy đêm 12 tháng 9. Em Nguyễn Kim Oanh sinh năm 1999, xã An Vũ, Quỳnh phụ Thái Bình, đang học năm thứ bảy khoa bác sĩ đa khoa Đại học Y Hà Nội. Em rất giỏi là một trong ba sinh viên của Thái Bình thi đỗ bác sĩ nội trú bệnh viện Đại học Y ngày 8 tháng 9 năm 2023. Căn nhà mới xây được hơn một năm, dường như rộng hơn và lạnh hơn. Một sinh viên cùng tổ với Kim Oanh cho biết cả lớp vừa tốt nghiệp y khoa khóa 2017-2023 và vừa thi đỗ bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội. Kim Oanh trúng tuyển ngành nội khoa suốt 6 năm học. Kim Oanh trong mắt các bạn là một sinh viên chăm chỉ, có trách nhiệm và hòa đồng với mọi người. Bố mẹ đều làm nông, dưới Kim Oanh còn có hai em, trong đó một em năm nay học lớp 12 và một em học lớp 4. Kim Oanh là hy vọng của cả nhà và để chăm lo cho ba chị em ăn học, bố mẹ đã phải vay vốn ngân hàng. Nhận tin vui em trúng tuyển bác sĩ nội chú, chỉ được 4 ngày, bố mẹ em đã phải hứng chịu nỗi đau mất mát không gì bù đắp. Bạn của Kim Oanh chia sẻ, em vừa thuê và chuyển đến sống ở trung cư mini ngách 29/70 trên 70 phố Khương Hạ được 2 tuần. Thuê cùng Kim Oanh có hai người chị mà em ở cùng từ năm thứ nhất. Ngọn lửa đêm 12 tháng 9 đã cướp đi mạng sống của Kim Oanh và hai người chị. Rối bời, đau đớn, mẹ Kim Oanh nhìn thấy bạn về viếng đã nghẹn ngào không thành tiếng. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú, hiệu trường trường Đại học Y Hà Nội, cùng các thầy cô trong trường về viếng cô sinh viên của mình và chia sẻ rằng đây là nỗi đau tột cùng, không phải chỉ của riêng bố mẹ hay người thân của Kim Oanh. Một người thân của Kim Oanh viết, một người chị xinh gái, đáng yêu, chị có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen óng, giọng nói lúc nào cũng nhẹ nhàng. Chị của em ngoan lắm, Chị học giỏi, không bao giờ ham chơi, đua đòi Chị không đòi hỏi gia đình bất cứ thứ gì cả Chị chăm chỉ, chịu khó, học ngày học đêm Hết học chị đã đi thực tập Chị đi dạy học làm thêm để kiếm thêm thu nhập Cô giáo chị còn nói Con bé học giỏi, ngoan lắm Chăm học chỉ có học thôi Hôm vụ trái xảy ra, lúc đi tìm chị Ai cũng mong có phép màu xảy ra với chị Nhưng không có phép màu nào xảy ra cả Với người chị lương thiện của em Em vẫn còn nhớ, tuần trước chị về nhà em, hôm ấy em vừa ngủ dậy lúc 9 giờ, em chạy ra ngoài hai chị em ôm nhau, chị cất giọng nói nhẹ nhàng, "Ôi thơ của chị," với tiếng ngân dài của hai chị em. Chị còn nói, "Bao giờ lấy chồng để chị còn ăn cỗ cơ mà, giờ thì sao hả chị, chị không còn nữa rồi." Năm nay là năm đầu tiên hai chị em chụp ảnh chung với nhau, bức ảnh ấy chị cười tươi lắm. Tất cả bây giờ mọi thứ chỉ là kỷ niệm của chị em mình em sẽ chẳng được ôm tấm thân nhỏ nhắn của chị, chẳng được nghe giọng nói ngọt ngào của chị nữa, chẳng còn được ngồi ăn kẹo Tết với chị nữa. Tất cả bây giờ chỉ còn lại là chút kỷ niệm vương vấn, kỷ niệm của chị em mình vẫn còn đó, những tấm hình, những giọng nói, vậy mà giờ chị ở đâu? Chị của em, vĩnh biệt chị, cầu cho chị xuống nơi suối vàng lòng được thanh thản. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh, hiệu trưởng Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết Em PHGL, sinh viên nhóm ngành khoa học giáo dục, là một trong những nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở trung cư mini phố Khương Hạ. GL vừa trở thành tân sinh viên của trường ngày 8 tháng 9 vừa qua. Hiện đoàn thanh niên trường đã đứng ra vận động các tấm lòng hảo tâm cùng chung tay ủng hộ giúp đỡ gia đình nữ sinh. Nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau cùng thân nhân của em. Và chưa hết, Vụ cháy trung cư mini tại Thanh Xuân vừa qua đã cướp đi sinh mạng và giấc mơ trở thành nhà báo của Đỗ Nguyên Thiên Hương, để lại nỗi đau cho người ở lại. Trong cơn mưa nặng hạt sáng ngày 14 tháng 9, tại lễ khai giảng chào đón năm học mới, hàng trăm thầy và trò của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã dành phút mặc niệm cho các nạn nhân xấu số của vụ cháy. Trong đó có tân sinh viên Đỗ Nguyên Thiên Hương, sinh viên lớp báo in K43 cùng bố và em trai của em. Hương là tân sinh viên, vừa mới cùng bố và em trai lên ở tại khu trung cư ở Thanh Xuân để nhập học. Trong vụ hỏa hoạn ấy, ngoài Hương còn có bố là Đỗ Trọng Khanh, sinh năm 1978, thượng tá chủ nhiệm hậu cần sư đoàn PK-361, quân chủng phòng không không quân, cùng em trai là Đỗ Huy Long 2012 đều mất trong vụ cháy. Nếu vụ cháy chung cư mini vừa rồi không xảy đến, có lẽ em Đỗ Nguyên Thiên Hương sẽ mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi, hòa chung không khí với gần 2.000 tân sinh viên khóa 43 của trường. Thế nhưng Hương mãi mãi ra đi ở tuổi 18, mang theo lời hứa ước mơ nghề báo của mẹ. Trên fanpage của Viện báo chí, Học viện báo chí và tuyên truyền cho biết, chiều ngày 14 tháng 9, đại diện lãnh đạo học viện, viện báo chí, cố vấn học tập và những người bạn lớp báo in K43 đã đến tiễn đưa Đỗ Nguyên Thiên Hương, bố và em trai của bạn một đoạn đường cùng nén tâm nhang. Fanpage của Viện báo chí chia sẻ, nỗi đau ở lại của người mẹ là không thể so sánh với bất kỳ điều gì. Mong rằng mẹ em vững tâm, vững lòng để ba bố con an nghỉ và dõi theo. Để tỏ lòng thành kính phân yêu cùng gia đình, những người sẽ là đồng nghiệp của em cũng đã lưu lại những hình ảnh cuối cùng, những câu chuyện hôm nay gửi tới em, gửi tới mây trời. Chiều ngày 14 tháng 9, tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Nghĩa Trang Văn Điển, đồng chí, đồng đội cùng bà con hàng xóm láng giềng đến động viên, chia buồn và thay gia đình lo chu toàn hậu sự cho ba bố con em Hương thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Ai nấy đều lặng lẽ đứng cạnh chị Nguyễn Thị Phượng để túc trực động viên chị trong lúc tăng gia bối rối. Chốc chốc, chị lại đưa tay quệt nước mắt, nỗi đau thương chẳng thể nào nguôi ngoai. Tay ương ập đến, cả nhà bốn người trọn vẹn, đủ nếp, đủ tẻ, nay ly tán, chỉ còn mình chị bơ vơ. Chồng chị, Thượng tá Đỗ Trọng Thanh, công tác tại Sư đoàn 361, quân chủng phòng không không quân, cùng hai con sinh sống tại căn hộ 405, chẳng kịp thoát khỏi đám cháy kinh hoàng. Chị Phượng nhớ lại, gia đình mới tích cóp mua một căn hộ chung cư mini để đón con gái chuẩn bị bước vào đại học, đón con trai xuống học ở Hà Nội. Ba bố con ở trong căn chung cư, còn chị đang công tác ở Hòa Bình. Thứ sáu cuối tuần nào chị cũng về với ba bố con, đến thứ hai tuần sau chị về Hòa Bình làm việc. Nhưng sáng hôm qua, cô giáo gọi cho chị bảo không thấy con trai đến lớp. Cô nói ở khu gần trường có cháy, sợ con tắt đường chưa đến được Lúc ấy chị cố gắng gọi cho chồng và con nhưng không ai nghe máy. Chị gọi cho đồng đội của chồng nhưng họ nói chưa thấy anh đến. Dự cảm chẳng lành, chị lên mạng tìm địa chỉ chung cư bị cháy và bàng hoàng thì thấy đúng chỗ nhà mình. Chị nhớ rằng lúc ấy vẫn giữ được bình tĩnh, một mình bắt xe xuống Hà Nội với hy vọng ba bố con an toàn. Nhưng cuối cùng ba bố con chẳng một ai ở lại với chị nữa. Chị Phượng khóc nức Bình thường anh hay mất ngủ lắm nhưng không hiểu sao không cứu các con ra ngoài được. Anh mất trong tư thế quỳ như muốn ôm, cầu lấy các con nhưng bất lực. Không kìm được nước mắt khi nhớ về cô con gái nhỏ vừa mới đỗ đại học. Chị Phượng ngẹn ngào kể, tuổi 18, Hương ấp ủ biết bao hoài bão, dự định để theo bước mẹ vào nghề báo chí truyền thông. Ngày nhận tin Hương trúng tuyển vào học viện báo chí và tuyên truyền, hàng xóm láng giềng đến chia vui cùng gia đình chị Phượng. Ai cũng khen con bé vừa sinh, vừa ngoan, vừa học giỏi. Trong suốt những năm học cấp 3, Hương cũng luôn đạt thành tích tốt là cựu học sinh chuyên văn của trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình. Chị kể, sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, Hương hỏi xin mẹ cho con đi làm thêm ở quán phở, nhưng chị không đồng ý, dặn con chú tâm cho việc học và thay mẹ chăm sóc em, bố sẽ lo được cho các con. Nhưng chị hiểu tính con gái mình luôn tự lập, muốn kiếm tiền để đỡ đần cho gia đình. Hôm trước con đã đến xin phỏng vấn ở một chỗ làm thêm con năng động học giỏi nhận nhiều học bổng giấy khen bằng khen thầy cô bạn bè ai cũng khen thương và quý em con mơ ước làm truyền thông ước mơ làm một công việc năng động như mẹ mẹ cũng động viên con cứ theo nghề để giúp con năng động gặp nhiều người hơn con sẽ có cơ hội để phát triển vậy mà ước mơ chưa hoàn thành thì con mất rồi con ơi Sáng nay trước khi buổi lễ khai giảng bắt đầu, các thầy cô giáo và sinh viên học viện báo chí và tuyên truyền đã dành một phút để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini. Để chia sẻ nỗi mất mát của gia đình, sư đoàn 361 đã tổ chức tang lễ cho ba bố con em. Ngày khai giảng cũng là ngày lễ tang của Hương cùng bố và em trai được tổ chức.